Hôm nay anh muốn đi ăn món gì? Để em đưa anh đi nha. Đi qua bao phố bao phường vẫn chưa nghĩ ra. Đi ăn ở đâu bây giờ nhỉ? Ta đến McDonald's. Ở ngoài ngày đầu phố. Để hai burger thật to. Nghe cũng hợp lý ấy nhỉ? Đang loay hoay chưa biết món nào. Thì có ngày Big Mac. Hey, let's go. Woo. Hai lớp bò, sốt đặc biệt, rau tươi, phô mai, dưa chua hành. Cùng thưởng thức với bánh mì mè. Big Mac, Big Mac. Hai lớp bò, sốt đặc biệt, rau tươi, phô mai, dưa chua hành. Cùng thưởng thức với bánh mì mè. Big Mac, Big Mac. Tôi có một chỗ ăn ngon, không biết là anh em đã thử chưa. Để tôi đưa đi ra ngay đầu phố, mắt luôn ở đó, chờ đợi gì nữa. Và gió thổi theo mùi thơm thoang thoả, miếng thịt mềm đưa niềm vui đi lan tỏa. Burger tròn cắt vào từng miếng bánh, thấm nhuần tinh hoa hương vị hộp phải vây cánh. Đây là thơm mềm mọng thấm bữa ăn gia đình như được thiết bị đầm ấm. Ta là thơm mềm mọng thấm tình bạn khăng khít, sau bữa ăn ta cảm thân. Đó là thơm mềm mọng thấm hai lớp bò, sốt đặc biệt, rau tươi, phô mai, dưa chua hành. Đến McDonald's ta cùng dùng bữa bạn em.